Hello các bạn, như các bạn đã biết thì mình là Sơn Hí. Còn các bạn chưa biết thì anh em có thể xem chữ đang được chạy ở đây. Hôm nay thì như tiêu đề, mình sẽ được mở hộp một chiếc điện thoại mới đến từ thương hiệu Realme. Xin giới thiệu chiếc Realme i9. À, là Realme 6i. Đây là hộp của Realme 6i nè anh em. Vẫn là một cái màu vàng đặc trưng của điện thoại Realme. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Máy thì mình lấy ra, mình để một bên để cài app trước rồi. Anh em thông cảm nha. Mở ra thì chúng ta sẽ có bên trong là sách hướng dẫn sử dụng và ốp lưng. Đây là dạng ốp lưng trong nhưng mà phải đục màu một tí đó. Bên dưới thì chúng ta sẽ không có tai nghe ha. À, nhưng mà điểm quan trọng là bên lúc đầu mình nói rồi, đây là cái máy có pin rất là trâu và Realme. Đây là củ sạc nhanh của sản phẩm này. Dù đầu tiên chiếc máy đến từ Realme nhưng mà củ sạc này không hỗ trợ công nghệ sạc vớt nha anh em. Đây là công nghệ sạc 18W, mình không nắm rõ có phải là quyết chạc hay không, nhưng mà đây công nghệ sạc trên củ sạc là 18W, 9V, 2A. Và đây là sợi cáp USB Type-C của chiếc máy này. Một điểm cộng so với một sản phẩm tầm trung giá rẻ thôi mà có Type-C rồi. Quay trở lại với nhân vật chính trong video ngày hôm nay, đó chính là chiếc Realme 6i với ngoại hình cực kỳ nổi bật. Mình phải đánh giá đó là một trong những sản phẩm có phần ngoại hình là mình ưng ý nhất trong những sản phẩm giá rẻ tầm trung được ra mắt trong thời gian gần đây. Với hai phiên bản màu sắc các bạn có thể đã biết rồi của chiếc máy này, mà mình hay gọi là màu trà sữa, còn màu xanh đó là màu matcha, trông cực kỳ nịnh mắt. Trong những ngày mùa hè nóng nực như thế này thì hai chiếc máy Realme 6i trên thị trường thời điểm hiện tại sẽ làm chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn. Nếu các bạn nhìn qua ảnh hoặc là qua video này thì các bạn sẽ thấy mặt lưng của sản phẩm này có sự không phải là chuyển sắc, đây gọi là những cái họa tiết trên mặt lưng nhưng mà dạng ẩn. Nếu mà nhìn chúng ta sẽ tưởng đó là một cái mặt lưng gồ ghề với các đường sọc, nhưng mà không, nó phản hoàn toàn nha anh em. Chỉ là do dưới những cái điều kiện hiệu ứng ánh sáng khác nhau chúng ta sẽ thấy một chút biến đổi trên mặt lưng này, chứ thật ra thì nó phẳng. Và một điểm cộng cực kỳ lớn trên sản phẩm Realme 6i này đó chính là việc sản phẩm được hoàn thiện dạng nhám thay vì dạng bóng. Với cách hoàn thiện là một cái lớp phủ nhám trên mặt lưng như thế này thì chúng ta sẽ cảm nhận được một sự cao cấp trên sản phẩm. Bởi vì những chiếc điện thoại đầu bảng, ví dụ như iPhone này hay là Huawei mới thì đều có một lớp phủ nhám nhám như thế này, giúp cho việc cầm nắm và sử dụng thoải mái hơn. Ngoài ra thì lớp nhám này sẽ giúp ít bám mồ hôi và dấu vân tay hơn so với những chiếc máy làm cái nhựa bóng thông thường. Tuy nhiên đó chỉ là ngoại trang thôi nha anh em, bởi vì toàn bộ sản phẩm này thì được hoàn thiện bằng nhựa hết. Bên trên chúng ta sẽ có cụm 4 camera của sản phẩm này, trong đó cảm biến chính là 48MP. Và anh em đừng để cái vòng tròn màu vàng để đánh lừa nha. Cái này không phải là cam chính đâu. Cái bên dưới này, cái này mới là cam 48 chấm, cái này là cam góc rộng. Họ tô cho nổi bật thôi. Bên cạnh chúng ta sẽ có đèn flash LED. Sau với cam góc rộng 8 chấm là cam 2 chấm macro và cam hỗ trợ đôi chiều sâu 2 chấm nữa để mà chụp chân dung. Ngay bên cạnh là cảm biến vân tay một chạm. Trong tầm giá này thì chúng ta có thể tìm được một số sản phẩm khác sử dụng vân tay đặt bên cạnh không. Nhưng mà mình vẫn tương đối thích cái mặt lưng có cái vân tay như thế này, bởi vì thao tác thì tương đối thuận tiện và quen thuộc. Nói về cảm giác cầm nắm của Realme 6i một chút thì đây là một sản phẩm được hoàn thiện khá tốt, với phần khuôn viền, mặt lưng hay màn hình được tiếp giáp với nhau tỉ mỉ và không có quá nhiều khe hở. Trọng lượng của sản phẩm thì cũng tương đối nặng và mang lại một cái mức độ đầm tay nhất định khi mà sử dụng. Mình nghĩ sản phẩm này sẽ khá là hợp với những bạn nam, còn với những bạn nữ thì cũng được thôi, nhưng mà sẽ hơi nặng tay một chút đó. Bên dưới của sản phẩm này chúng ta vẫn có jack 3.5 và cổng Type-C giúp sạc nhanh 18W. Điểm nhanh về cấu hình của sản phẩm Realme 6i này thì nó được chạy con chip đây. Mình sẽ cho các anh em xem điểm AnTuTu trước. Chiếc máy này có đạt được 202.000 điểm AnTuTu, trong đó là 42.000 điểm GPU, chứ chúng ta chơi game được thoải mái và xịn sò hơn. Tại sao ơi? Bởi vì là con chip dòng G đến từ MediaTek. Tuy thấp hơn G90 và G90T một chút, nhưng G80 cũng là con chip khá ổn trong phân khúc giá này, mang lại một hiệu năng chơi game tương đối tốt. Chúng ta sẽ chơi ổn được cả PUBG này, Liên Quân Mobile và cả Call of Duty nữa. Nhưng mà nếu anh em tò mò về khả năng chiến game của con chip này ra sao thì chắc là sẽ hẹn anh em trong những bài đánh giá chi tiết hoặc là đánh giá chuyên sâu hơn về game trong những video lần sau. Camera trước của sản phẩm này thì có độ phân giải là 16MP và được đặt trong một dạng thiết kế là giọt nước chứ không phải là đục lỗ hoặc là camera bóp gì cả. Chắc là anh em cũng sẽ thông cảm được cho điều này, bởi vì với mức giá 5 triệu đồng có cấu hình ổn này, camera độ phân giải cao rồi có pin trâu sạc nhanh nữa, nên là cái thiết kế màn hình cũng hơi cắt giảm một chút, mình nghĩ là thông cảm được. Ngoài ra thì tấm nền màn hình và độ phân giải màn hình của sản phẩm này thì cũng tương đối nằm ở mức trung bình. Đó là một cái màn hình có kích thước là 6.5 inch, độ phân giải HD Plus và tấm nền IPS chứ không phải là Super AMOLED hoặc là độ phân giải Full HD cao hơn. Với cái độ phân giải thế này ở khoảng cách dùng vừa phải thì mình vẫn thấy màn hình tương đối nét, nhưng mà nếu anh em nhí mắt lại sát gần một chút thì sẽ thấy tương đối rỗ ở trên một cái kích thước lớn như thế này. Ở góc nhìn của màn hình này cũng tương đối ổn, nhưng mà về mặt màu sắc á, thì mình nghĩ là hơi nhợt nhạt một chút. Cuối cùng là về pin, điểm mạnh nhất trên sản phẩm này với dung lượng cao 5000mAh. So với những sản phẩm có viên pin 5000 khác á, thì trọng lượng và hoàn thiện của sản phẩm này cũng tương đối đầm tay và nặng, mình nói rồi.
Và việc hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18W cũng là một điểm cộng khá lớn trên chiếc Realme 6i. Do vậy chúng ta có thể nhanh chóng hồi phục được viên pin dung lượng cao của sản phẩm này. Phiên bản phần mềm mà Realme 6i đang sử dụng thì cũng là một phiên bản mới nhất các bạn có thể tìm được đến từ những chiếc máy Realme ra mắt trong thời gian gần đây. Một chiếc máy được chạy Realme UI phiên bản 1.0. Nghe có vẻ hơi mới nhưng thật ra thì nó chung nền tảng với ColorOS và rất giống với ColorOS 7.0. Bên cạnh đó là phiên bản Android gần như là mới nhất đến từ Google, Android 10 với khá là nhiều điều thao tác và điều hướng thông minh này, có cả dark mode nữa. Những điểm hay, điểm mạnh của Realme UI 1.0 trên nền Android 10 thì mình đã chia sẻ khá nhiều trong bài đánh giá chi tiết Realme 6 và Realme 6 Pro rồi, nên là anh em chắc có thể theo dõi lại ha. Theo mình thì Realme 6i là một sản phẩm rất là tốt trong tầm giá này với chất lượng hoàn thiện và kiểu ngoại hình độc đáo mà mình nghĩ là rất nhiều đối tượng người dùng sẽ ưa thích. Ngoài ra thì hiếm có một sản phẩm nào ở phân khúc lên qua 5 triệu đồng được hoàn thiện tốt được như sản phẩm này. Không những vậy, với viên pin 5000mAh có hỗ trợ sạc nhanh thì sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều cho người tiêu dùng. Cấu hình cũng là điểm cộng lớn với việc được trang bị con chip MediaTek G80 và dung lượng RAM đủ để chúng ta có thể sử dụng trong thời điểm hiện tại. Ngay cả camera, một yếu tố thường bị bỏ qua với những chiếc máy có pin trâu hay cấu hình ổn thì trên sản phẩm này cũng làm mình tương đối hài lòng. Theo các bạn thì Realme 6i có thể đánh bại được cả Xiaomi trong phân khúc này hay không thì comment bên dưới phần bình luận của video này nhé. Các bạn muốn mình so sánh sản phẩm này với những sản phẩm nào khác thì comment bên dưới luôn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.